Từ ngày 27 tháng 1, thống kê cho thấy lượng khách Việt Nam và khách quốc tế tăng mạnh tại Vinpearl. Trong khi đó, nhóm du khách Trung Quốc tại Vinpearl Nha Trang giảm 50% và dự kiến sẽ tiếp tục giảm mạnh tới hơn 90% trong 5 ngày tới do các nguyên nhân. Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều động thái cấm các chuyến bay ra nước ngoài, hạn chế người dân di chuyển ra khỏi khu vực sinh sống và tụ tập nơi đông người. Cục Hàng không Việt Nam hủy toàn bộ giấy phép bay đến thành phố Vũ Hán, công tác kiểm soát dịch chặt chẽ tại các cửa khẩu dẫn tới việc hủy và lùi lịch đặt phòng của khách Trung Quốc. Từ ngày 22 tháng 1, Vinpearl và Vinpearl Land Nha Trang đã liên tục triển khai các hoạt động triệt để đảm bảo đảo Hòn Tre là điểm đến an toàn cho du khách khi tới Nha Trang tận hưởng kỳ nghỉ Tết và du xuân ý nghĩa bằng các hành động cụ thể. Hàng trăm điểm vệ sinh sát khuẩn phục vụ du khách tại đảo, gửi thông tin, truyền thông và bản theo dõi sức khỏe tới tất cả du khách. Nhân viên y tế Bệnh viện Vinmec làm việc trực tiếp tại cổng tiếp đón của Vinpearl tại đảo Hòn Tre để đo thân nhiệt cho các du khách. Các khu vực công cộng được tăng tần suất khử trùng liên tục nhiều lần. Khu vực nhà hàng, shop mua sắm cũng được tăng cường lưu thông không khí để giữ môi trường thông thoáng và khử trùng toàn bộ bàn ghế, vật dụng hàng ngày tại tất cả các cơ sở Vinpearl. Tất cả du khách và cán bộ nhân viên thường xuyên được cập nhật thông tin từ Bộ Y tế về virus corona. Kể từ ngày 28 tháng 1, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ không đón thêm khách Trung Quốc mới. Hiện các doanh nghiệp chỉ tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23 tháng 1 và sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1. Đại diện nhà ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 28 tháng 1, các hãng hàng không chỉ chở khách từ Khánh Hòa về lại Trung Quốc, chứ không có khách mới bay đến Cam Ranh. Những ngày vừa qua, lượng khách du lịch Trung Quốc đến các điểm tham quan ở Nha Trang đã giảm so với trước đây. Để đề phòng dịch bệnh, các khách sạn chuyên đón khách Trung Quốc cũng đã mua khẩu trang chuyên dụng để trang bị cho nhân viên phục vụ lễ tân. Nhiều công ty lữ hành chuyên phục vụ khách Trung Quốc cũng đã hủy phòng đặt trước cho khách Trung Quốc. Ngành du lịch Khánh Hòa cũng dự báo lượng khách quốc tế đến từ thị trường Trung Quốc sẽ giảm mạnh trước diễn biến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 2019 nCoV gây ra.